chung người rớm mà còn lang đời virus mua và ri sẽ lá rụt tớ đá là nhẹ chung người cả đài khuôn chữ cả bá năng lịch tranh phòng tắc là lửa sợ bách đài miên thiên tội thông và đồng khnê chia cảnh chồng chạm chắc lên lệnh mê ta nơi riêng chật thịnh phụng bình lúc về chạm bằng đất hiện ra tàn á miền phát xác tha nơi bê đã cho lòng virus và ri sẽ lá rụt tớ ní đầm bốn viên bằng co chia chùm ngư ọt xoài. Chà khao chia xa xa báy bi chùm ngư ọt xoài hai về rừng ní. Mình ngọp tế cư viên nơi sầm ngắm, khăn nông bà bọn xa xài bà xa trọp sập chnắm. Hai nở bê nà đã sọc hợp hiếp. Rư co bà bọn cà phê khuôn chọc xoay về rừng ní. Nâng rơ rư còn ngợp làng vinh bằng đa lõi ca chùm ngư rừng. To là nẹ nâng chọc ca ọt xoài hai bằng ca rừng. Còn ai cả ớt xoay như là dụng nàng ai cả đại nó bê để quát cho mê rô ớt xoay hay à mê rô của hợp tác sinh lệch và ra nó bị ẩn ngọt trong chuông dân tỉ vì thế nó sử ngon nó nông ra độ gió rút rút kèm cái liền cái bọt nè xay cái xa trên nó ấy ngọt nên nâng nó bê nà để bà con cà phê dân chốc sao thì thôi dân nhằm bà thơ ban dân ra dân chá dân nẹ chừng ư ê dân nẹ chừng ư làm vai nam mũi cưng nghe nè chừng ư rơi mất chanh màu ấy. នៅពេលដែលវាចេញម្ដងទៀតចេញតែពីលើទី2ទៅវាឡើងចេញចោលស្វាយវាចេញទៅជារើមចាក់គ្រូពេទ្យឯកទេសរូបនេះមានប្រសាសន៍បន្តថារយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃដំបូងមុនពេលដែលលេចចេញរោគសញ្ញាជំងឺនេះអ្នកជំងឺមានអាការៈអស់កម្លាំងក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលរមាស់និងក្រហាយនៅលើស្បែកដោយសារតែមានរោគនឹងវាបំរុងលេចចេញជាពងបែករឺក៏ពងទឹកតូចធំ ដោយផ្ដុំគ្នាជាកញ្ចុំកញ្ចុំឬក៏ជាផ្ទាំងផ្ទាំងការជាធម្មតាជំងឺរើមអាចចេញនៅដើមទ្រូងខ្នងពោះលើផ្ទៃមុខនិងកជាដើមគឺចេញដំបូងទទួលទី2ថ្ងៃដំបូងអាចទទួលទៀតអត់មានកងតាគេតោះថ្ងៃទី2ទី3បើចាប់ដើមកងទី2ប្រចុងប្រចុងផ្ដុំជុំវិញទី2ទី3ទី4ទី5ហើយលក្ខណៈសម្គាល់អូវិសគឺវាជាហាយឈឺដឹកយើងដំបូងយើងអត់ដឹងឬអត់ដឹងយើងដឹកមុខជាចកឬក៏ដូចជាវាយទៅឡើងអញ្ចឹងគឺឈឺ ហើយក្តៅក្រហាយកន្លែងតែចេញហ្នឹងហើយលក្ខណៈវាចេញមកទឹកទឹកដល់ថ្ងៃបើវាបាត់វិញហើយអាចមានក្តៅខ្លួនទៀវស្អីអស់កន្លែងឈឺសាច់ដុំឈឺឆ្អឹងឈឺឆ្អែងគេហៅតំពាល់សុខភាពក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញវឹកអឹមឌីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមវិជ្ជបណ្ឌិតវិជ្ជសាស្ត្រនៅមិនទាន់រកឃើញពីមូលហេតុនៃការកកើតឡើងវិញនៃជំងឺរើមចំពោះអ្នកដែលធ្លាប់កើតជំងឺអត់ស្វាយនោះទេ ចាជំងឺរើមជាទូទៅច្រើនកើតនៅលើមនុស្សដែលមានវ័យលើសពី60ឆ្នាំឡើងទៅជំងឺរើមជាជំងឺឆ្លងអាចចម្លងមេរោគទៅអ្នកដទៃដែលពុំមានការជំងឺអត់ស្វាយពីមុនហើយជំងឺនេះគ្មានវិធីសាស្ត្រណាដែលអាចព្យាបាលឲ្យជារហូតបានឡើយចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាមានប្រសាសន៍បន្តថាបរិបទខ្មែរខ្លះដែលកើតជំងឺរើមមិនបានទៅជួបពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាទៅរកគ្រូខ្មែរស្ដោះនឹងផ្លុំព្រោះទឹកមាត់ដា
chúng tôi không may những tình trạng mình là chuyển đưa bộ ràng cho họ cũng không may sẽ đọc lông tiệt nhưng bây giờ chúng tôi đang cài đặt lông tiệt hay là sẽ đọc được lông tiệt một bậc từ không may nó bảo mình còn bên mê rộp ấy xây xây một còn mình chia mình ấy tiết nó cứ xong cài đặt lông xong 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 ở bên xong chúng tôi ai ai xong bị khủ lông tiệt chẳng phải cho lỡ là con xuân nó lên xuân nó cũng đã thấy sắp tới chụp khủ phẹt hay là con ra thế còn con ai tầm ra ở ban cũng khó ăn nhà mọi ban cục quán hay là tôi đã cái đai xuống anh em sẽ làm para trên từ mỗi tới mà crop cũng có pi crop để tăng cả lỗ anh em mà tôi tập ngay vị trí luôn riêng với nhau จากกรุ๊ปเป็ดไอ้กระเทศตูเตอร์รูปนี้มันต่อทาดำใบกาเปียจมือเริ่มคือเตาจะทำกาเปียจมือกอดสไฟรีอันเนี่ยการอดสไฟหรือหายก็เตาจะทำกาเปียจมือเริ่มผ่องได้ ปุ่มบันไดหรือก็อนาเพียบ้านเราจะโยกโกนจะทำกาเปียจมืออดสไฟได้ปัจจุบันนี้คืออาจจะอากุมาอายุปีมือชั้นนำหลังเตยสมพูอะไรนั้นคือมีวัดตั้งกาเปียอดสไฟจับปีอายุมาคุกหลังเตยยังอาจจะมาไหนจะปีดองมาใครจะมาดองยังจะวัดตั้งนั้นยังกาเปียอดสไฟท้องเราจึงอดสไฟใช้กาเปียตราในการล้างเรือนได้
hay những phụ nữ ớt xoài nó gọi ai trở khóc bác phòi trở nên bởi cột cạc nó tụi tí, cột cạc tính khăn cứ vì ai chân ám lực bay ai bởi vì cái đào xuống khăn thì cục khăn ai ai mình là lựa khúc và lựa sống phụ ấy đài chắc nhưng khi nào chọc dành ca chạm vào trăng ớt xoài nó thì cố gắng trở nên chà mà chạm mà đốt bằng ca chung người chlông nơi xa hạ rạt ám rết CDC này nôm ai mà nụm bình với ảnh dụ chạp bì hà sập chân năm làng tớ trời tự chạy thân năm bằng ca cho người rớm trong nguồn bì đô chân lọc bì khai tớ bà mùi khai đàm bày cà bia cho người rớm nâng phát vị bác sau cập hiệp niên ni tớ ngay à nà cột chà cà sài xuyết bác hành thà nẹ đại bàn chạm bạc sáng ảnh dụ chân lọc bì hà sập chân năm tớ học sập bà mùi chân năm trong nguồn bì đô rồi hỏi nụ cứ át ra bật sạch tập hiếp miền chiêng cao sập rộng bì phía rối để át bằng ca mà nói ca cho người rơm. Chà bằng thay một bình nét nẹ ca cho người rơm, trai ngụt tắc xâm át khuôn prán nâng sạp bú chìa phạch chấm, bò rì phốc à ha bằng bòn sọc cập hiếp. Kênh ở bàn cụm cron mà trai đọc lắm, rư có dọc lớn một đất nâng lưu sạp bay nẹ ca cho người rơm nửa tỷ. Chà bà sân bà miền rộng mô nâng chư cỡ hai khăn, nẹ chung ngư, trời chua bị khua dụng bó cho mươi cựu bếp ai kết tế, đâm bây thư rốt viên này cháy ở bàn trầm tới, đòi trời bà ở sát bà phê liếp, lơ cảnh trông bồng tất cỏi bếp ở bài thư liếp, đâm bây ở chạp kriếm, nâng lếp thân nằm cọp thông lập mê rốt rồi dạ bê bì bàm bì thang ngay, tật đập thang ngay, tật tam vị chạp bình chia rồi bó cựu bếp. Đồng bây của mọi khó khăn tôi sẽ nào video thông mấy xong chơi subscribe rồi nhé, chơi lời rút bình đăng.